Cô chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Lớp Cô Giang. Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn toán lớp 3 trong quyển sách toán tập 1, bộ sách Chân trời sáng tạo. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học đó là bài mm. Các em hãy lật sách giáo khoa ra trang số 21. Mục tiêu của bài học này sẽ giúp cho các em nhận biết được đơn vị đo độ dài là mm, tên gọi ký hiệu cách đọc, cách viết, độ lớn. Thực hiện được ước lượng và đo độ dài bằng thước có chia vạch mm. Biết được mối quan hệ giữa các đơn vị mm và m, mm và decimet, mm và cm để chuyển đổi đơn vị đo. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé. Phần đầu của bài học là phần khởi động. Chúng ta sẽ tham gia một trò chơi có tên gọi là đố bạn. Cô sẽ đọc một số đo với đơn vị là đề cm và các em sẽ đổi sang cm cho cô nhé. Rồi các em hãy cho cô biết 5 đề cm bằng bao nhiêu cm? À, ở chương trình toán lớp 2, chúng ta đã biết được mối quan hệ giữa đề cm và cm đó là một đề cm sẽ bằng 10 cm. Vậy thì 5 đề cm sẽ bằng 50 cm. Tương tự như vậy, các em hãy dựa vào mối quan hệ giữa đề cm và cm. Các em hãy đổi cho cô từ 90 cm sang đơn vị đề cm nào. À đúng rồi, 90 cm sẽ bằng 9 đề cm. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong phần khởi động. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé. Các em hãy quan sát cho cô hình ảnh của hai bạn nhỏ này. Hai bạn nhỏ này đang trao đổi với nhau về độ dài của con kiến này. Bạn nam này nói rằng con kiến này dài chưa đến 1cm. Còn bạn nữ này hỏi rằng con kiến này dài bao nhiêu? Các em à, đối với những vật có chiều dài quá ngắn hoặc quá bé so với 1cm thì chúng ta sẽ dùng một đơn vị đo độ dài mới đó là mm để đo và cô giới thiệu với các em mm là một đơn vị đo độ dài và mm được viết tắt bằng hai chữ m chúng ta sẽ đọc là mm cô nhắc lại nhé mm là một đơn vị đo độ dài mm viết tắt là hai chữ m và chúng ta sẽ đọc là mm Bây giờ các em hãy lấy bảng con và phấn ra. Các em hãy viết cho cô 1mm vào trong bảng con nào. Để viết được, chúng ta sẽ viết số 1. Sau đó, chúng ta sẽ cắt ra một nửa con chữ O và viết hai chữ M. Chúng ta sẽ viết được 1mm. Tương tự như vậy, các em hãy viết cho cô 5mm và 10mm vào trong bảng con nào. Các em đã viết xong chưa? À, rất tốt. Tiếp theo, các em hãy quan sát lên màn hình. Đây là cây thước có vạch chia cm. Và bây giờ, cô sẽ phóng to cây thước này lên cho các em thấy nhé. Như chúng ta đã biết, đây là cây thước có vạch chia cm. Khoảng cách từ vạch số 0 cho đến vạch số 1 là 1 cm. Và tương tự như vậy, khoảng cách từ vạch số 1 đến vạch số 2 cũng là 1 cm. Và chúng ta thấy từ vạch số 0 đến vạch số 1 được chia ra thành 10 vạch mm. Đây là khoảng cách giữa hai vạch mm và khoảng cách giữa hai vạch này có độ dài là 1 mm. Như vậy, từ khoảng cách giữa hai vạch mm, chúng ta có thể cảm nhận về độ lớn của mm rồi phải không nào? và nhìn trên thước có vạch chia mm, chúng ta có thể xác định được 1 cm dài bao nhiêu mm. À, đúng rồi, 1 cm sẽ bằng 10 mm. Và ngược lại, 10 mm sẽ bằng 1 cm. Các em hãy ghi nhớ cho cô điều này nhé. Phần tiếp theo của bài học, chúng ta sẽ đến với phần thực hành. Chúng ta sẽ thực hành bài tập số 1 quan sát các mảnh giấy. Ở đây cô có 3 mảnh giấy. Mảnh giấy màu xanh lá, mảnh giấy màu vàng và mảnh giấy màu đỏ. Như vậy, ở bài tập này, các em sẽ dùng cây thước kẻ học sinh có vạch chia cm và mm để đo độ dài của ba mảnh giấy này. Và bài tập yêu cầu chúng ta đo độ dài của ba mảnh giấy này bằng đơn vị đo là mm. Chúng ta có thể đo bằng cm trước rồi sau đó, dựa vào mối quan hệ giữa cm và mm, chúng ta sẽ đổi từ cm sang mm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện câu A nhé. Ở câu A, chúng ta sẽ đo độ dài của ba mảnh giấy với đơn vị đo là mm và cô sẽ thực hiện như sau. Trước tiên, cô sẽ đo độ dài của mảnh giấy màu xanh lá. Khi đo, các em cần lưu ý là đặt vạch số 0 của thước trùng với một đầu của mảnh giấy mép thước sát mép mảnh giấy và chúng ta luôn luôn kiểm tra xem chúng ta có đặt đúng thước theo hai yêu cầu này không nhé. Và quan sát cô thấy được độ dài của mảnh giấy màu xanh lá này là 1cm. Mà vừa rồi chúng ta đã biết được mối quan hệ giữa cm và mm đó là 1cm sẽ bằng 10mm. Như vậy, độ dài của mảnh giấy màu xanh lá là 10mm. Do đó, ở dấu chấm hỏi này, cô điền số 10. Và ở dấu chấm hỏi này, cô cũng điền số 10. Mảnh giấy màu xanh dài 10 mm. Cũng tương tự như vậy, cô sẽ đo độ dài của mảnh giấy màu vàng. Và qua quan sát chúng ta thấy được, độ dài của mảnh giấy màu vàng này là 3 cm thêm 2 vạch mm nữa. Mà 3 cm sẽ bằng 30 mm. 30 mm thêm 2 mm nữa thì sẽ được 32 mm. Như vậy, độ dài của mảnh giấy màu vàng này là 32 mm. Do đó, ở dấu chấm hỏi này, cô điền số 32. Và ở dấu chấm hỏi này, cô cũng điền số 32. Mảnh giấy màu vàng dài 32 mm. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ thực hiện với mảnh giấy màu đỏ. Và qua quan sát chúng ta thấy được độ dài của mảnh giấy màu đỏ còn 2 vạch mm nữa thì sẽ được 5 cm. Như vậy, để xác định độ dài của mảnh giấy màu đỏ này, chúng ta sẽ lấy 5 cm, bớt lại 2 vạch mm. Mà 5 cm thì sẽ bằng 50 mm. Do đó, chúng ta sẽ lấy 50 mm, trừ cho 2 mm, sẽ được 48 mm. Như vậy, chúng ta đã tìm được độ dài của mảnh giấy màu đỏ là 48 mm. Do đó, ở dấu chấm hỏi này, cô điền số 48 và ở dấu chấm hỏi này, cô cũng điền số 48. Mảnh giấy màu đỏ dài 48 mm. Như vậy, chúng ta đã thực hiện xong câu A. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với câu B. Tính tổng độ dài ba mảnh giấy. Như vậy, ở câu A, chúng ta đã tìm được độ dài của ba mảnh giấy với đơn vị là mm và ở câu B để tính tổng độ dài của ba mảnh giấy này với đơn vị đo là mm thì chúng ta chỉ cần lấy độ dài của ba mảnh giấy này cộng lại với nhau. Tương ứng cô sẽ có phép cộng là 10 mm cộng 32 mm cộng 48 mm. Đây là phép tính có hai phép tính cộng. Do đó, chúng ta sẽ thực hiện cộng lần lượt từ bên trái sang bên phải như sau. 10 cộng cho 32 bằng 42. 42 cộng cho 48 bằng 90. Như vậy, 10 mm cộng 32 mm cộng 48 mm bằng 90 mm. Và cuối cùng, chúng ta sẽ đổi 90 mm này sang đơn vị đo là cm. Dựa vào mối quan hệ giữa cm và mm, chúng ta biết được 10 mm bằng 1 cm. Vậy thì 90 mm sẽ bằng 9 cm. Do đó, ở dấu chấm hỏi này, cô điền số 9. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với bài tập thực hành số 2. Tìm hiểu quan hệ giữa mét, đề si mét và mm. Câu A. Đếm thêm 10mm trên cây thước của học sinh. Các em hãy quan sát, đây là cây thước của học sinh. Và cây thước này có vạch chia cm Khoảng cách từ vạch số 0 đến vạch số 1 là 1 cm. Khoảng cách từ vạch số 1 đến vạch số 2 cũng là 1 cm. Như vậy trên cây thước này, khoảng cách của hai số đứng liền nhau là 1 cm. Mà chúng ta biết được 1 cm bằng 10 mm. Như vậy chúng ta sẽ nói rằng trên cây thước này, khoảng cách của hai số đứng liền nhau là 10 mm. Như vậy, khoảng cách từ số 0 đến số 1 là 10 mm. Tương tự như vậy, khoảng cách từ số 1 đến số 2 cũng là 10 mm. Chúng ta sẽ đếm thêm 10 mm trên cây thước của học sinh này như sau. 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm. 90mm, 100mm. Và dựa vào đây, chúng ta có thể biết được mối quan hệ giữa đề cm và mm như sau. Chúng ta biết được 1 đề cm bằng 10cm, mà 1cm sẽ bằng 10mm. Như vậy, 10cm sẽ bằng 100mm và bằng 1 đề cm. Qua đây, chúng ta có thể kết luận được rằng 1 dm bằng 100 mm. Đây là mối quan hệ giữa dm và mm. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với câu B. Đếm thêm 100 mm trên cây thước mét. Các em hãy quan sát cây thước nhé. Cây thước này có độ dài là 1 m và khoảng cách từ vạch số 0 đến vạch số 10 là 10 cm. Mà ở câu A chúng ta đã biết được 10 cm sẽ bằng 100 mm. Như vậy khoảng cách từ vạch số 0 đến vạch số 10 là 100 mm. Do đó, chúng ta sẽ đếm thêm 100 mm trên cây thước mét này như sau: 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm, 700 mm, 800 mm. 900mm, 1000mm. Và ở câu A chúng ta biết được 100mm sẽ bằng 1 đề cm. Vậy thì 1000mm sẽ bằng 10 đề cm. Mà cây thước này có độ dài là 1m. Và ở chương trình toán lớp 2 chúng ta đã biết được mối quan hệ giữa mét với đề đó là 1m bằng 10 đề cm mà 10dm sẽ bằng 1.000mm. Từ đó, chúng ta kết luận được rằng 1m bằng 1.000mm. Đây là mối quan hệ giữa mét và mm. Như vậy, qua bài tập số 2 này, các em hãy ghi nhớ cho cô mối quan hệ giữa mét, decimet và mm như sau. 1dm bằng 100mm. 1m bằng 1.000mm. Phần tiếp theo của bài học là phần luyện tập. Trong phần luyện tập này, chúng ta sẽ làm một số bài tập sau. Bài tập số 1, số. Ở bài tập này, chúng ta sẽ dựa vào mối quan hệ giữa cm và mm. Chúng ta sẽ thực hiện chuyển đổi từ cm sang mm và ngược lại. Câu A, 1 cm bằng bao nhiêu mm? 5 cm bằng bao nhiêu mm? À đúng rồi, 1 cm bằng 10 mm. Như vậy, 5 cm sẽ bằng 50 mm. Tiếp theo, câu B. 30 mm bằng bao nhiêu cm? 80 mm bằng bao nhiêu cm? À đúng rồi, 30 mm sẽ bằng 3 cm. Như vậy 80 mm sẽ bằng 8 cm. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với bài tập số 2, số câu A. 3 mm cộng bao nhiêu mm bằng 1 cm? Chúng ta biết được 1 cm sẽ bằng 10 mm. Như vậy, 3 mm cộng 7 mm sẽ bằng 1 cm. Tiếp theo, câu B. 16 mm cộng bao nhiêu mm bằng 3 cm? Chúng ta biết được 1 cm bằng 10 mm. Do đó, 3 cm sẽ bằng 30 mm. Như vậy, 16 mm cộng cho mấy mm để được 30 mm? À, đúng rồi. Đây là phép cộng. Như vậy, để tìm số hạng chưa biết Chúng ta sẽ lấy tổng trừ cho số hạng kia, tức là chúng ta sẽ lấy 30 trừ cho 16. 30 trừ cho 16 sẽ bằng 14. Như vậy, 16 mm cộng cho 14 mm bằng 3 cm, tức là 30 mm. Bài tập tiếp theo là bài tập số 3. Thay dấu chấm hỏi bằng mm, cm, dm. 2m Qua các bài học về đơn vị đo độ dài mà chúng ta đã học thì chúng ta đã biết được độ lớn của 1mm, 1cm, 1dm và 1m là như thế nào rồi. Như vậy chúng ta sẽ dựa vào độ lớn của các đơn vị đo độ dài này. Chúng ta sẽ điền đơn vị đo độ dài sao cho phù hợp vào các dấu chấm hỏi nhé. Câu A, chiếc bút chì dài khoảng 15 gì? À, đúng rồi, chiếc bút chì dài khoảng 15 cm là phù hợp nhé các em. Câu B, cột đèn đường cao khoảng 8 gì? À, đúng rồi, cột đèn đường cao khoảng 8 dm. Câu C, cuốn sách toán 3 dày khoảng 5 gì? À, quan sát cuốn sách toán và chúng ta thấy bề dày của cuốn sách toán 3 này chưa được 1 cm. Như vậy, chúng ta sẽ dùng đơn vị đo bé hơn cm để nhận định về bề dày của cuốn sách toán 3. Do đó, chúng ta sẽ nhận định rằng cuốn sách toán 3 dày khoảng 5 mm. Tiếp theo, câu D, gang tay cô giáo em dài khoảng 2 gì? À, trên thực tế thì gan tay của một người lớn có thể dài khoảng 20cm, mà 20cm sẽ bằng 2dcm. Do đó, chúng ta sẽ nhận định câu dê là gan tay cô giáo em dài khoảng 2dcm. Bài tập tiếp theo là bài tập số 4. Chiều dài con kiến này lớn hơn, bé hơn hay bằng 1cm? em ước lượng rồi đo để kiểm tra. Các em hãy quan sát nhé. Đây là chiều dài của con kiến và các em hãy cảm nhận độ lớn của 1 cm. Các em hãy trả lời cho cô, chiều dài con kiến này lớn hơn, bé hơn hay bằng 1 cm để chúng ta thực hiện ước lượng chiều dài của nó. Và qua quan sát của cô, cô ước lượng chiều dài con kiến này dài hơn 1 cm một chút tức là lớn hơn 1 cm. Có em nào có kết quả ước lượng giống cô không? À, nếu như chúng ta đã thực hiện ước lượng rồi thì sau đó chúng ta sẽ dùng thước kẻ học sinh có vạch chia cm đo để kiểm tra lại nhé. Các em đã có kết quả đo chưa? Bây giờ các em hãy xem kết quả đo của cô nhé. Cô đo được chiều dài của con kiến này là 1 cm thêm 3 vạch mm nữa. 1 cm sẽ bằng 10 mm. Như vậy, 10 mm thêm 3 mm nữa sẽ bằng 13 mm. Do đó, chiều dài của con kiến này là 13 mm. Và bài học của chúng ta đến đây là hết. Có hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.